Sâu chúa chính thức vào lò, Tổng Bí thư Tô Lâm thẳng tay chảm sạch, mấy ông này chạy đằng trời. Tổng Bí thư Tô Lâm đốt lò mạnh, thẳng tay chảm sạch sâu chúa, làm sạch bộ máy nhà nước. Thưa quý vị, trong những năm qua, công cuộc phòng chống tham nhũng đã trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt dưới sự lãnh đạo của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông được ví như một người đốt lò vĩ đại với những nỗ lực không ngừng nhằm làm trong sạch bộ máy nhà nước, đưa nhiều vụ án tham nhũng lớn ra ánh sáng. Tiếp nối di sản ấy, tân Tổng Bí thư Tô Lâm, người từng sát cánh cùng ông trong nhiều nhiệm vụ trước đây, giờ đây đã được giao trọng trách lãnh đạo cao nhất của Đảng. Việc ông Tô Lâm được tín nhiệm tuyệt đối không chỉ ghi nhận những đóng góp của ông mà còn khẳng định quyết tâm của Đảng trong việc duy trì công tác phòng chống tham nhũng. Dưới sự lãnh đạo của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, công cuộc đốt lò đã tạo nên những bước ngoặt quan trọng trong việc làm trong sạch bộ máy chính quyền, không chỉ ở cấp trung ương mà còn lan rộng đến các cấp địa phương. Những vụ án lớn liên quan đến các quan chức cấp cao đã được đưa ra trước pháp luật, từ đó củng cố niềm tin của người dân vào Đảng và nhà nước. Việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục kiên định với công tác này là một lời cam kết mạnh mẽ rằng, dù có khó khăn đến đâu, quá trình đấu tranh chống tham nhũng sẽ không bao giờ dừng lại. Những sâu chúa, những cá nhân có hành vi tham nhũng, lợi dụng chức quyền để làm giàu bất chính sẽ không có nơi nào để trốn thoát trước sự nghiêm minh của pháp luật và sự chỉ đạo quyết liệt của Tổng Bí thư. Việc mạnh tay chảm sạch những quan chức tham nhũng, kể cả ở những vị trí cao nhất, đã và đang được thực hiện một cách quyết liệt, mang lại niềm tin vững chắc rằng bộ máy nhà nước sẽ ngày càng trong sạch, liêm chính, xứng đáng với sự tin tưởng của nhân dân. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với quyết tâm không khoan nhượng đối với tham nhũng đã đặt nền móng vững chắc cho công cuộc này. Tân Tổng Bí thư Tô Lâm trong vai trò Bộ trưởng Bộ Công an đã luôn là người đồng hành đáng tin cậy trong cuộc chiến chống tham nhũng, chỉ đạo nhiều cuộc điều tra quan trọng, đưa ra ánh sáng những vụ án lớn liên quan đến tham nhũng và tiêu cực. Việc ông Tô Lâm được bầu làm Tổng Bí thư với số phiếu tuyệt đối là minh chứng cho sự tin tưởng của Đảng và nhân dân vào khả năng tiếp tục cuộc chống tham nhũng của ông. Điều này không chỉ thể hiện sự kế thừa những giá trị mà cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã để lại, mà còn mở ra những kỳ vọng mới về một tương lai tươi sáng với bộ máy nhà nước trong sạch và vững mạnh. Tân Tổng Bí thư Tô Lâm đang gánh vác trọng trách lớn lao là tiếp tục công cuộc đốt lò với sự tín nhiệm cao của Đảng và nhân dân. Với những kinh nghiệm và thành tựu đã đạt được trong quá khứ, tân Tổng Bí thư Tô Lâm được kỳ vọng sẽ không chỉ giữ vững mà còn phát triển mạnh mẽ hơn nữa công cuộc phòng chống tham nhũng. Trong buổi họp báo sau khi được bầu, đồng chí Tô Lâm đã nhấn mạnh rằng, thời gian tới, công cuộc xây dựng chỉnh đốn Đảng và phòng chống tham nhũng tiêu cực sẽ được triển khai mạnh mẽ với những giải pháp như thời gian qua, tập trung vào vai trò của các cơ quan có chức năng phòng chống tham nhũng, đẩy lùi tham nhũng vặt và mở rộng phòng chống tham nhũng ra ngoài khu vực nhà nước. Như vậy, không có chuyện lò tắt hay lửa nhỏ, vì người tiếp tục sự nghiệp này đã trở thành người đốt lò kế tiếp. Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã họp về công tác cán bộ theo thẩm quyền. Trong phiên làm việc buổi chiều, đã xem xét đơn xin thôi giữ chức vụ của một số đồng chí lãnh đạo cơ quan trung ương và địa phương. Đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thay mặt Bộ Chính trị điều hành hội nghị dựa trên báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương. Ban chấp hành Trung ương Đảng nhận thấy các đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ, Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Hà Giang, Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, và Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Tuyên Quang, đã vi phạm các quy định của Đảng trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương và các quy định về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng và nhân dân, các đồng chí này đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công. Căn cứ vào các quy định hiện hành của Đảng và nhà nước, cũng như nguyện vọng của các đồng chí, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã đồng ý để đồng chí Lê Minh Khái thôi giữ chức vụ Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 và đồng ý để các đồng chí Đặng Quốc Khánh, Nguyễn Xuân Ký và Chẩu Văn Lâm
thôi giữ chức Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13. Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng và tiêu cực, khẳng định sẽ thực hiện theo phương châm không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai. Sáng ngày 3 tháng 8, sau khi hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 kết thúc, tân Tổng Bí thư Tô Lâm đã chủ trì họp báo thông tin kết quả hội nghị. Cùng chủ trì có trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và Chánh văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Duy Ngọc. Tại cuộc họp, khi được phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đề nghị chia sẻ cảm nghĩ về sự kiện quan trọng này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, ông rất chân thành cảm ơn tình cảm, sự tin tưởng và giao nhiệm vụ của các đồng chí, đồng bào và bạn bè quốc tế được Trung ương tín nhiệm bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng. Tân Tổng Bí thư nhận thức rằng, ông đang gánh vác một trọng trách rất lớn trước Đảng, nhân dân và đất nước. Ông khẳng định sẽ lãnh đạo toàn Đảng, toàn quân và toàn dân để đạt được sự tin tưởng và kỳ vọng của cán bộ đảng viên và nhân dân vào sự phát triển mạnh mẽ của đất nước trong thời gian tới. Theo tân Tổng Bí thư, chúng ta đã đi được 2/3 chặng đường thực hiện nhiệm vụ nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh chóng và phức tạp với nhiều khó khăn và thách thức, ông nhấn mạnh rằng cần có sự nỗ lực vượt bậc, đoàn kết dân tộc và chung tay đồng lòng của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Tân Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định sự đoàn kết và thống nhất là sức mạnh của chúng ta. Ông bày tỏ vui mừng vì sự đoàn kết và thống nhất từ trong Đảng, Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương đã được lan tỏa và tiếp tục phát huy, khơi dậy những giá trị tốt đẹp. Đây chính là sức mạnh giúp Đảng và quốc gia vượt qua nhiều khó khăn, thử thách và đạt được thắng lợi các mục tiêu mà Đảng đã đề ra, hướng tới một tương lai phát triển tươi sáng cho đất nước. Trả lời câu hỏi về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng và tiêu cực, tân Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, công tác này sẽ tiếp tục được kế thừa và phát huy mạnh mẽ. Công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và phòng chống tham nhũng tiêu cực sẽ tiếp tục được triển khai với các mục tiêu, quan điểm, phương châm, nhiệm vụ và giải pháp như thời gian qua. Không ngừng nghỉ và không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, xử lý một vụ để cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực. Trước hết, tân Tổng Bí thư nhấn mạnh vai trò của các cơ quan phòng chống tham nhũng trong việc đẩy lùi tham nhũng vặt và mở rộng công tác phòng chống tham nhũng ra ngoài khu vực nhà nước, góp phần làm trong sạch nội bộ Đảng. Ông cho rằng, lòng tin của cán bộ, đảng viên nhân dân và dư luận quốc tế đối với công tác phòng chống tham nhũng của Đảng trong thời gian qua đã tạo ra sự đồng tình, ủng hộ và củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng cũng như đối với các cán bộ đảng viên. Tổng Bí thư cũng thừa nhận rằng, công tác phòng chống tham nhũng đôi khi gặp phải sự nghi ngờ từ một số nơi, nhưng sự thống nhất và tin tưởng cao độ từ Trung ương đối với đường lối và phương hướng của Đảng đã cho thấy uy tín và tín nhiệm của các lãnh đạo và các cơ quan đã được củng cố rất lớn. Ông nhấn mạnh rằng, công cuộc này sẽ được tiến hành một cách quyết liệt và triệt để để chiến thắng giặc nội xâm. Theo Tổng Bí thư, người đứng đầu Đảng cũng khẳng định rằng, song song với công tác phòng chống tham nhũng, cần phải tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ những khó khăn, cải thiện cơ chế và quy định để tạo ra một không khí và khí thế mới cho sự phát triển kinh tế xã hội. Ông Tô Lâm khẳng định lại cam kết đấu tranh phòng chống tham nhũng và cho biết rằng, ông may mắn đã có kinh nghiệm làm Phó Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng khi còn giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an, trực tiếp tham gia chỉ đạo công tác này. Hiện tại, với vai trò Tổng Bí thư và Trưởng Ban Trung ương về phòng chống tham nhũng và tiêu cực, ông tin rằng công tác này sẽ tiếp tục được phát huy mạnh mẽ. Ông cũng kêu gọi sự đồng tình ủng hộ của các đồng chí trong hệ thống chính trị và đặc biệt là sự giám sát ủng hộ của nhân dân. Về trọng tâm ưu tiên trong công việc để chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội 14 của Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, trước hết sẽ đánh giá lại các nhiệm vụ và chỉ tiêu đã đề ra tại Đại hội 13 để tìm ra các giải pháp bứt phá, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và đạt được các mục tiêu đã đặt ra trong thời gian còn lại hơn một năm. Rõ ràng yêu cầu về tăng tốc thực hiện các chỉ tiêu của Đại hội 13, trong đó có các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội là một ưu tiên quan trọng để đạt được kết quả tốt nhất. Một ưu tiên khác theo Tổng Bí thư Tô Lâm là chuẩn bị cho Đại hội 14 của Đảng. Ông nhấn mạnh rằng, mặc dù thời gian không còn nhiều, nhưng có rất nhiều công việc cần được triển khai. Do đó,
các tiểu ban phải tích cực chuẩn bị để hoàn thiện văn kiện phục vụ cho Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 14 của Đảng. Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh phải chuẩn bị tốt công tác nhân sự, xây dựng một bộ máy và đội ngũ cán bộ tốt để hoàn thành được các mục tiêu đề ra, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân và thúc đẩy sự phát triển của đất nước trong thời gian tới. Về chính sách đối ngoại của Việt Nam trong tương lai, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định rằng đường lối chung của Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là đường lối đối ngoại, theo nghị quyết Đại hội 13 không có gì thay đổi. Ông cho biết Đảng sẽ tiếp tục tổ chức thực hiện tốt đường lối này và bày tỏ sự vui mừng khi quốc tế đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong thời gian qua. Ông Tô Lâm đã tiếp một số đại biểu quốc tế và rút ra được nhiều kinh nghiệm từ thực tiễn. Tổng Bí thư khẳng định rằng, trước hết, chúng ta phải giữ vững quan điểm độc lập tự cường, coi lợi ích quốc gia và dân tộc là trên hết. Đồng thời, Việt Nam không nên bị lôi kéo bởi các xu hướng quốc tế mà phải làm bạn với tất cả các nước trên thế giới. Ông nhấn mạnh, truyền thống của Việt Nam là giàu vì bạn, muốn phát triển phải đoàn kết để tăng thêm sức mạnh, không phân biệt lớn nhỏ xa gần. Thông qua đàm phán và trao đổi, các quốc gia có thể tiến tới sự hiểu biết và gắn bó gần gũi hơn, cùng chia sẻ lợi ích. Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh rằng, Việt Nam đã có chính sách đối ngoại rất thành công, thể hiện trách nhiệm quốc tế và đóng góp vào nền chính trị toàn cầu, cũng như văn minh nhân loại. Việt Nam luôn tham gia tích cực vào các hoạt động giữ gìn hòa bình thế giới và giải quyết xung đột với chính sách yêu chuộng hòa bình. Ông Tô Lâm khẳng định, ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Việt Nam trong thời gian tới là tiếp tục đẩy mạnh quan hệ với các nước láng giềng, đối tác chiến lược toàn diện, bạn bè truyền thống và các đối tác quan trọng khác. Việt Nam sẽ không ngừng củng cố tin cậy chính trị, tạo sự đan xen lợi ích và củng cố cục diện đối ngoại hòa bình hợp tác cao nhất để phục vụ cho sự phát triển. Tổng Bí thư cũng đề cập đến việc tăng cường đóng góp của Việt Nam trong duy trì hòa bình và ổn định khu vực và thế giới, tiếp tục nâng tầm ngoại giao đa phương, phát huy vai trò là một thành viên tích cực và có trách nhiệm đối với cộng đồng quốc tế. Ông nhấn mạnh, việc thực hiện hiệu quả chính sách ngoại giao thời đại mới dựa trên bản sắc con người Việt Nam với nguyên tắc dĩ bất biến, ứng vạn biến, nghĩa là giữ vững nguyên tắc linh hoạt trong ứng xử và dùng trí tuệ thay cho cường quyền. Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định sẽ phát huy cao độ vai trò đặc trưng này, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa và thực hiện thành công đường lối đổi mới. Ông cũng cam kết xây dựng nền ngoại giao hiện đại, kết hợp chặt chẽ giữa đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân. Trong đó, đối ngoại đảng giữ vai trò định hướng và dẫn dắt, đối ngoại nhân dân củng cố vững chắc nền tảng lòng dân. Trong bối cảnh Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo cầm quyền duy nhất, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng là Bí thư Quân ủy Trung ương và Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng. Việc bầu Tổng Bí thư được quy định tại Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo đó, Tổng Bí thư được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu trong số các ủy viên Bộ Chính trị. Tổng Bí thư nhấn mạnh rằng, vấn đề sâu xa hơn trong việc xử lý không có vùng cấm chính là loại bỏ các cài đặt của các tập đoàn và nhóm lợi ích vốn đã và đang bám rất chặt vào bộ máy nhà nước. Ông cho rằng, đất nước ta đã trải qua một lịch sử đấu tranh lâu dài và gian khổ, và khi bước vào công cuộc đổi mới, việc phát huy những truyền thống hào hùng vô cùng quan trọng. Ngày nay, Đảng Cộng sản Việt Nam xứng đáng tiếp tục là lực lượng duy nhất có đủ uy tín, bản lĩnh và trí tuệ để lãnh đạo đất nước, xây dựng nhà nước pháp quyền và nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong gần 40 năm tiến hành đổi mới, kể từ năm 1986, đất nước ta chưa bao giờ có được tiềm lực, uy tín và vị thế quốc tế như ngày hôm nay. Đây cũng chính là sự khẳng định của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong nhiều lần phát biểu tại các diễn đàn và hội nghị. Đảng Cộng sản Việt Nam ngày càng thể hiện năng lực cầm quyền sâu sắc thông qua việc đề ra cương lĩnh, đường lối và chủ trương đúng đắn, sáng suốt, dẫn dắt dân tộc tới phồn vinh và hạnh phúc. Để hiện thực hóa tiến trình hoạch định ra đường lối chiến lược, công tác cán bộ và nhân sự luôn được Đảng rất coi trọng, khẳng định đây là nhiệm vụ được quan tâm hàng đầu. Đảng ta đã nhiều lần nhấn mạnh rằng, công tác xây dựng Đảng là then chốt và công tác cán bộ là then chốt của then chốt. Vì thế, việc quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng và bổ nhiệm cán bộ được Đảng tiến hành song song cùng với quá trình hoạch định đường lối. Những cán bộ lãnh đạo có đức và có tài sẽ giúp Đảng lãnh đạo thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội. Ngược lại, phương thức cầm quyền của Đảng thông qua nhà nước, sử dụng quyền lực nhà nước để đạt được các mục tiêu chính trị của mình.
Để đạt được những mục tiêu và thành công trong công tác phòng chống tham nhũng, Đảng và Nhà nước cần có đội ngũ cán bộ gương mẫu, tài năng, tiêu biểu cho cả đức và tài. Thời gian vừa qua, một số cán bộ lãnh đạo cấp cao đã xin từ chức vì nhận ra những khuyết điểm của mình trong quá trình công tác. Đây chính là kết quả của sự giám sát và kiểm tra nghiêm minh trong Đảng đối với đội ngũ cán bộ. Loại bỏ khỏi bộ máy nhà nước và hệ thống chính trị những cá nhân không còn tương xứng với năng lực và phẩm chất cần thiết, tài năng và đức độ không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Đây là công việc bình thường, có vào có ra, có lên có xuống, phù hợp với những nguyên lý của khoa học chính trị và khoa học quyền lực. Có thể thấy, công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng và tiêu cực do Đảng phát động đang ngày càng đạt được nhiều kết quả tích cực, mang lại những chuyển biến to lớn trên tất cả các lĩnh vực kinh tế xã hội của Việt Nam. Người dân ngày càng đồng tình và tin tưởng vào Đảng và Nhà nước trong việc ổn định, phục hồi và phát triển nền kinh tế cũng như đảm bảo an sinh xã hội. Đặc biệt các sai phạm trong các vụ án kinh tế, bao gồm cả các cán bộ lãnh đạo quản lý ở Trung ương và địa phương, đã bị xử lý công khai trên các phương tiện thông tin truyền thông. Điều này càng làm tăng thêm niềm tin của người dân rằng, cuộc đấu tranh với giặc nội xâm mà người đứng đầu Đảng phát động cùng với Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng và tiêu cực đang được tiến hành rất quyết liệt, kiên trì và nhất quán giữa ý chí và hành động, nói đi đôi với làm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Việc một số lãnh đạo cấp cao chủ chốt của Đảng được Ban chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị đồng ý cho thôi chức vụ là minh chứng rõ nét cho kết quả của quá trình này và các luận điểm đã nêu. Những cán bộ này đã vi phạm các điều đảng viên không được làm, thiếu tinh thần nêu gương và chịu trách nhiệm về vai trò người đứng đầu tổ chức nơi xảy ra các sai phạm và khuyết điểm. Việc họ đệ đơn từ chức chính là sự đạt tới ngưỡng của những vùng cấm mà trước đây chúng ta vẫn hay đề cập trong phong trào đấu tranh phòng chống tham nhũng và tiêu cực. Trước đây, người dân ít khi chứng kiến sự thay đổi nhân sự ở thượng tầng kiến trúc. Có thời điểm, dư luận còn nghi ngờ và chưa thực sự tin tưởng vào công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng và tiêu cực của Đảng. Với những nghi vấn về việc chỉ tắm từ vai tắm xuống, tồn tại ngoại lệ và vùng cấm. Nhiều vụ sai phạm của các cán bộ chỉ mới bị phanh phui và xử lý ở cấp dưới, ở địa phương cơ sở. Tuy nhiên, hiện nay qua quá trình kiên trì kiên quyết đấu tranh của Đảng, Ban chỉ đạo và trực tiếp là Tổng Bí thư Tô Lâm, nhân dân đã cảm phục trước những nỗ lực to lớn và sự can đảm của lãnh đạo trong việc triệt phá đấu tranh với giặc nội xâm, các nhóm lợi ích và các cá nhân lợi dụng quyền lực từ các chính trị gia cấp cao, nhưng cũng thể hiện tính nhân văn trong xử lý các vấn đề liên quan đến cán bộ lãnh đạo chủ chốt. Để xảy ra những sai phạm khuyết điểm mang tính hệ thống kéo dài từ trung ương tới địa phương, không thể không đề cập đến trách nhiệm của những người đứng đầu tổ chức đã từng lãnh đạo quản lý những địa bàn và dự án của các tập đoàn công ty tư nhân. Do đó, vấn đề sâu xa hơn trong việc xử lý không có vùng cấm và sự đồng ý của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị trong việc cho thôi chức các lãnh đạo cấp cao chính là loại bỏ các cài đặt của các tập đoàn, nhóm lợi ích đã và đang bám rất chặt vào bộ máy nhà nước. Sự thành công của công tác này chính là minh chứng cho bản lĩnh và sự dũng cảm lớn lao trong lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Sự thay thế vị trí của các lãnh đạo cấp cao như vừa diễn ra đảm bảo tính tiên phong, độc lập trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của các cơ quan quyền lực nhà nước, bảo đảm sự trong sạch bền vững và chắc chắn của Đảng cầm quyền. Đây cũng là bài học cho những cán bộ cấp cao lãnh đạo chủ chốt trong việc đảm bảo sự trong sạch và minh bạch trong sự nghiệp chính trị của mình. Để khi được Đảng giới thiệu ứng cử vào các cơ quan chủ lực của nhà nước, họ thực sự xứng đáng là tinh hoa và thể diện của quốc gia. Để quan trên trông xuống, người ta trông vào, yên tâm giao phó cơ đồ, tiềm lực và uy tín quốc gia cho những cá nhân xuất sắc như vậy. Song song với việc hoàn thiện thể chế luật pháp, cơ chế và bịt kín các lỗ hổng trong việc ban hành luật và chính sách, cũng như tăng lương cho đội ngũ cán bộ công chức, thì công tác kiểm tra giám sát, đấu tranh phòng chống tham nhũng và tiêu cực cần được bổ sung không ngừng bằng những phương pháp mềm như công tác giáo dục tư tưởng đạo đức và đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.